Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá cả thị trường phân bón ngày 25 tháng 10, 2024. Giá phân bón hôm nay ít biến động, giao dịch chậm. Giá phân bón đầu tuần tăng nhẹ với phân ure, giao dịch chậm. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 503-507, Phú Mỹ 502-506, Bình Điền 503-507, Ninh Bình 502-506, Trung Quốc 500-504, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục, giá dao động từ 500-504. DAP Hồng Hà Xanh 950-1.000.000 đồng, DAP Trung Quốc nâu 64%, 809-904, Trung Quốc vàng 64%, 903-906, Đình Vũ 750-800.000 đồng, Đức Giang vàng 64%, 708-902, Nga đen 64%, 809-904, Nga xanh 64%, 903-906, DAP ba con cò 1.000.000-1.100.000, Hàn Quốc đen 1.200.000-1.300.000, xanh Tường Phong 803-808, Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, ba con cò 850-808, Cali Miễn Cà Mau 506-509, Cali Belarus bột 406-409, Israel hạt Miễn 502-506, Israel hạt Nhuyễn 406-409, Israel trắng 504-508. Phân NPK 16-16-8, Bình Điền 602-606, Cà Mau 602-607. Phú Mỹ 601-606, ba con cò 609-750, Việt Nhật 601-650, Yaramila Complex 12-11-18, 603-608 đối với bao 25 kg, Hàn Quốc 16-16-8 cộng 9S 600-650, 16-16-8T Việt Nhật 650-609, NPK 20-20-15, ba con cò 807-901, Bình Điền 850-808, Sông Danh 808-902, NPK 20-20-15TE, Bình Điền 1.050.000-1.100.000, Phú Mỹ 1.000.000-1.050.000, Phân Lân, Xích Bê Lân, Long Thành 204-206, Lân Văn Điển 209-302, ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Phân ure Cà Mau 506-509, Phú Mỹ 550-508, Bình Điền 550-509, ure Hà Bắc, Ninh Bình, Trung Quốc giá dao động từ 503-507. DAP Hồng Hà Xanh 1.050.000-1.100.000, DAP Trung Quốc nâu 64% và DAP Trung Quốc vàng 64% đều có giá 803-806, Đình Vũ 702-706, Đức Giang vàng 64% 706-709, Nga đen 64% 803-806, DAP Nga xanh 64% 803-806, ba con cò 1.000.000-1.100.000, Hàn Quốc đen 1.100.000-1.200.000, NPK 20-20-15TE Bình Điền 975-1.050.000, 20-20-15 Bình Điền 806-900, 20-20-15 ba con cò 809-902, 20-12-7TE Bình Điền 900-950, 18-86 Việt Nhật 802-804, 18-86TE Việt Nhật 803-808, 16-8-14-12S Việt Nhật 850-900, 16-8-8 Phú Mỹ 708-802, 15-5-10-14S Lào Cai 508-602, 20-12-7 TE Bình Điền 900-950, 19-16 Sông Danh 709-850, 20-66 Ninh Bình 707-802, 13-13 Lâm Thao
780-803, 16-816 Phú Mỹ 403-408, 16-88 Lâm Thao 800-850, 12-510-14S Lào Cai 508-602, 15-520 Sông Danh 750-800, Phân Lân Văn Điển giá 300-303, Lân Lâm Thao 300-303, Lân Đen dao động từ 250-209, NBK 16-16-8 Bình Điền 609-703, Cà Mau và Phú Mỹ 608-702, Ba Con Cò 809-902, Việt Nhật 607-700, Hà Lan 700-750, Philip Korea 806-900, 16-16-8 TE Philip Korea 806-900, Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Cali Miễn Cà Mau 508-601, Belarus Bột 408-502, Israel Hạt Miễn 504-508, Israel Hạt Nhuyễn 408-502, Israel Trắng 550-509, Phân Ure Cà Mau 550-509, Phú Mỹ 504-508, Bình Điền 550-509, Ure Hà Bắc 503-508, Ninh Bình 502-508, Trung Quốc 504-509, Hà Bắc 503-507, Ninh Bình 502-506, Trung Quốc 504-508, DAB Hồng Hà Xanh 1.050.000-1.100.000, Trung Quốc nâu 64% và Trung Quốc vàng 64%, 803-806, Đình Vũ 702-706, Đức Giang vàng 64%, 706-709, Nga đen 64% và Nga xanh 64%, 803-806, Ba Con Cò 1.000.000-1.100.000, Hàn Quốc đen 1.100.000-1.200.000, NBK 20-20-15 Sông Danh 906-908, Sông Hương 1.030.000-1.050.000, Đầu Trâu 907-1.050.000, Bông Lúa 904-908, Ba Con Cò 906-909, NBK 16-16-8 Bình Điền 609-703, Cà Mau và Phú Mỹ 608-702, Ba Con Cò 809-952, Việt Nhật 607-700, Hà Lan 700-750, NBK khác 16-88 Phú Mỹ 801-850, 15-510-14S Lào Cai 506-601, 20-12-7 TE Bình Điền 900-950, 19-16 Sông Danh 709-850, 20-66 Ninh Bình 609-702, 13-13-13 Lâm Thao 708-803, 16-8-16 Phú Mỹ 707-800, 16-88 Lâm Thao 802-804, 12-5-10-14S Lào Cai 508-602, 15-5-20 Sông Danh 708-802, 20-5-5 Bình Điền 700-704, 17-19-9 TE Phú Mỹ 809-904, 18-4-22 TE Bình Điền 907-1.010.000, 17-7-18 TE Cà Mau 804-808, 17-7-17 TE Cà Mau 850-808, 17-15-9 TE Phú Mỹ 803-807. Phân Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Canada Miễn 602-650, Cali Miễn Cà Mau 508-601, Cali Belarus Bột 408-502, Israel Hạt Miễn 504-508, Israel Hạt Nhuyễn 408-502, Israel Trắng 550-509, Cali Hạt Rồng Đỏ 603-608, Cali Mảnh Jordan là 603-608. Phân Lân, Lâm Thao 250-209, Lào Cai 204-208, Phân Điển 250-209. Khu vực Đông Bắc Bộ, Phân Ure, Cà Mau 504-508, Phú Mỹ 503-507, Bình Điền 504-508, Ure Hà Bắc 503-508.
Ninh Bình 525-506, Trung Quốc 530-507. DAB Hồng Hà Xanh 1.050-1.100.000, Trung Quốc nâu 64%, 803-806. Trung Quốc vàng 64%, 803-806. Đình Vũ 785-805.000. Đức Giang vàng 64%, 706-709. Nga đen 64% và Nga xanh 64%, dao động từ 803-806. Ba con cò 1.000.000-1.100.000. NBK 13-13-13 cộng TE Bình Điền 806-809. 16-16-8 Việt Nhật 802-850. 16-16-8 TE Việt Nhật 806-809. 16-16-8 ba con cò 809-902. 16-16-8 Phú Mỹ 802-850. 16-16-16 ba con cò 803-808. 16-16-8 Lộc Điền 603-609. 16-88 Phú Mỹ 800-804. 16-88 Lâm Thao 695-715. 6-8-16 cộng 4S Lâm Thao 804-808. 16-88 cộng 9S Lâm Thao 804-808. 15-15-15 TE Amoni 406-408. 16-16-16 Japan 502-508, bao 25kg. 12-5-10 cộng 14S Lộc Điền 506-508. 16-88-9S 830-880. 13-13-13 Lâm Thao 504-508. 20-20-15 Sông Danh 1.000.000-1.050. 20-20-15 TE Bình Điền 1.050-1.100.000. Phân Lân, Lân Lâm Thao 207-301, Lộc Điền 285-305, Phân Cali, Cà Mau 500-508, Phú Mỹ 409-600, Hà Anh 409-507, Canada 500-508, Cali Miễn, Cà Mau 508-610, Cali Belarus Bột 408-502, Cali Israel Hạt Miễn 504-508, Cali Israel Hạt Nhuyễn 408-502. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.